Xót thương, bé 4 tháng tuổi, bơ vơ tội nghiệp, đứa ông bà ngoại già yếu nuôi nấng vì bố không nhận em, mẹ lại mất vào đúng 29 Tết. Liệu tương lai em sẽ ra sao? Cuộc sống này rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn bất hạnh. Hình ảnh cháu bé 4 tháng tuổi thật tội nghiệp, nhưng may mắn thay vẫn còn đang được ông bà ngoại nuôi nấng. Chỉ là ông bà cũng đã già yếu, hoàn cảnh cũng chẳng giàu sang, chỉ có thể xay bột gạo làm thức ăn cho bé, chưa biết lúc nào sẽ không còn được nhìn thấy cháu. Bà H, 75 tuổi, sống tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, đau đớn chia sẻ. Mặc dù đầu gối đau, khó đi lại, nhưng phải thay mẹ nó chăm sóc cháu. Thương con gái bao nhiêu, tôi càng đứt ruột, nhìn đứa cháu tội nghiệp, sớm mồ côi mẹ lại không được bố đón nhận. Được biết, con gái bà là chị T, 26 tuổi, vốn không được nhanh nhẹn, nhưng sau thời gian ra Hà Nội, làm ở một quán ăn, nên quen biết một người đàn ông, và cái gì đến cũng đã đến, chị mang thai. Tuy nhiên sau khi chị sinh em bé thì bố cháu mất liên lạc hoàn toàn, còn chị T do sức khỏe yếu đã mãi ra đi vào 29 Tết. Thật xót xa, đáng nhẽ ra năm nay nhà bà Hát dù không có đứa con rể vô tình vô nghĩa kia, nhưng chắc chắn vẫn sẽ đầm ấm khi có cả mẹ bé và bé. Ấy vậy mà nhà bà lại có một cái Tết chẳng trọn vẹn, nói đúng ra là toàn nước mắt. Bởi còn chẳng có nổi tiền mua quan tài lo hậu sự cho con gái. May mắn thay, một người tốt trong xóm đã ủng hộ bà Hát 5 triệu để mua chiếc áo quan cho con. Người bạc đầu phải tiễn kẻ đầu xanh, ai thấy mà cũng hốt lòng. Còn bé con sau này, bé mãi mãi thiếu đi hơi ấm của mẹ, trở thành đứa trẻ mồ côi. Quả là đáng xót thương.